Xin chào quý vị. Thưa quý vị, tiếp tục đưa tin về diễn biến vụ án cháu bé 6 tuổi trường Gateway. Sau nỗi đau mất con, gia đình cháu bé đã gượng dậy, mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé và gia đình. Và mới đây nhất, với mong muốn vụ án nhanh chóng được điều tra, đưa ra kết luận, phía gia đình cháu bé và luật sư đã thống nhất gửi 6 kiến nghị tới cơ quan điều tra. Chiều ngày 12 tháng 9, luật sư Phụ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang, hai trong ba luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé lớp 1 trường Gateway, cho biết đã có văn bản gửi kiến nghị cần làm sáng tỏ trong vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận và viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy. Cụ thể, một, luật sư đề nghị thu thập toàn bộ dữ liệu hệ thống camera lắp tại các vị trí ở cổng trường Gateway, các hành lang trong phòng học, cổng ra vào gãi gửi xe trên đường để làm rõ hành trình của chiếc ô tô biển kiểm soát 29B06956 chở bé do ông Doãn Quý Phiến điều khiển ngày 6 tháng 8. 2. Luật sư cũng đề nghị khám nghiệm hiện trường bên trong của ô tô do ông Phiến điều khiển, thu thập các dấu vết để lại ở rèm cửa, trên ba lô và các vật dụng của nạn nhân. 3. Cả hai luật sư cũng cho rằng quy trình đưa đón và quản lý học sinh của trường Gateway cũng là những tài liệu quan trọng để đánh giá trách nhiệm của những người liên quan. Do đó, các luật sư đề nghị thu thập tài liệu về trách nhiệm đưa đón, quản lý học sinh. Trong số này, có người đưa đón học sinh monitor, bộ phận tiếp nhận học sinh, các cô giáo của lớp cháu bé, người liên lạc, bộ phận quản lý, giám sát, các tài liệu về việc ký sổ, bàn giao, liên lạc, quản lý học sinh, trong đó có cho bé từ những bộ phận liên quan. 4. Luật sư cũng đề nghị thu thập nội dung các cuộc điện thoại, lấy lời trình bày của những người liên quan ngày xảy ra vụ việc, như ông Phiến, bà Quy, cô giáo chủ nhiệm lớp, người đàn ông trực tiếp bế cho bé vào phòng y tế của trường. 5. Cùng với đó, thu thập lời trình bày của các cháu học sinh có mặt trên ô tô do ông Phiến điều khiển để xác định về tình trạng của cháu bé trong xe buổi sáng, như cháu ngồi ở hàng nào, tình trạng ra sao, có xuống xe không và tình trạng của cháu bé vào buổi chiều. 6. Thông qua luật sư, gia đình cũng đề nghị các cơ quan tố tụng quận cầu giấy thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn về y khoa để phân tích các dấu hiệu lâm sàng trước khi chết của cháu bé, thể hiện qua những đặc điểm để lại trên thi thể và tư thế, vị trí của cháu nằm trên xe lúc buổi chiều. Thưa quý vị, có thể thấy những điều gia đình và luật sư của gia đình cháu bé kiến nghị cũng là những điều mà cộng đồng dư luận thời gian qua mong ngóng đề cập. Mong sao các cơ quan chức năng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ nhất để vụ án sớm được sáng tỏ. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm qua, ngày 11 tháng 9, dự kiến diễn ra buổi thực nghiệm hiện trường lần 2 tại trường Gateway do buổi thực nghiệm hiện trường lần thứ nhất ngày 30 tháng 8 không đạt yêu cầu. Xong, buổi thực nghiệm lần 2 này lại bị hoãn do vắng mặt một số người liên quan. Như vậy, tiến độ điều tra vụ án lại tiếp tục bị chậm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này. Xin cảm ơn vì đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại